Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo U19 Campuchia với U19 Malaysia 15 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2022, AFF U19 Championship 2022. U19 Campuchia đã tạo thành bất ngờ đột ngột ở trận ra quân tại giải vô địch U19 khu vực Đông Nam Á 2022. Trước phe đối lập được đánh giá và nhận định cao hơn là U19 Singapore, U19 Campuchia vẫn tự tin chơi tiến công, kiểm soát thế trận bằng lối chơi ban bật thuần thục. Kết quả sau 90 phút tranh tài, U19 Campuchia giành thành công với tỷ số 1-0. Dẫu vậy, với nhiều người, kết quả kể trên trọn vẹn không phải bất ngờ đột ngột. Bởi những năm gần đây, bóng đá trẻ Campuchia đã phát triển mạnh nhờ được đầu tư chuyên nghiệp, thuê những chuyên viên hàng đầu từ Nhật Bản và quốc tế về hướng dẫn, giảng dạy. Ở giải đấu tại Indonesia trong năm nay, U19 Campuchia trọn vẹn hoàn toàn có thể hướng tới việc giành vé vào bán kết. Bởi những đội bóng mạnh như U19 Thái Lan, U19 Indonesia, U19 Việt Nam đều nằm ở bảng A, vì thế tại bảng B, phe đối lập lớn nhất của U19 Campuchia được xác định là U19 Malaysia. Tại giải vô địch U19 khu vực Đông Nam Á 2022, U19 Malaysia chưa xuất trận. Tuy nhiên, đội bóng này cũng không được đánh giá và nhận định quá cao. Những năm gần đây, bóng đá trẻ Malaysia cũng đang chững lại, họ không đạt được thành tích cao ở những giải khu vực. Thời điểm thứ nhất đưa trận đấu này lên sàn thanh toán giao dịch, nhà cái để kèo châu Á ở mức 1/1/2. Kèo chính sau đó đổi sang mức 1/1/4 cho thấy niềm tin của giới trình độ và năng lực chuyên môn thắng kèo của đội cửa dưới U19 Campuchia. Trong vòng 5 lần chạm trán U19 Malaysia trước đây, U19 Campuchia chỉ để thua một trận với cách biệt hơn một bàn. Tuy nhiên, với việc có thời gian để phân tích đối thủ ở trận đấu trước, kèm với các cầu thủ có 100% thể lực, với kèo châu Á U19 Malaysia chấp 1.25, anh em nên cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Malaysia chấp 1.25 full time. Đây mới là trận thứ nhất của U19 Malaysia ở giải đấu trong năm này. Trong lúc đó, trận ra quân của U19 Campuchia khép lại với chỉ một bàn thắng được ghi. Với việc có 3 điểm trong tay, khả năng cao U19 Campuchia sẽ chơi phòng ngự với tâm thế là đội cửa dưới và chờ thời cơ để phản công. Tuy nhiên, với việc được xem là ứng cử viên hàng đầu ở bảng B, nhiều khả năng U19 Malaysia sẽ chơi tấn công phủ đầu đối thủ. Với kèo tài xỉu 3.0, anh em nên cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 3.0, chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, U19 Malaysia chấp 1.25 full time. Kèo châu Âu, U19 Malaysia thắng. Kèo tài xỉu 3.0, chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số, U19 Campuchia 1, U19 Malaysia 3. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.